Xin chào chị Ba ạ. Xin chào chị em và các bạn. Bữa nay mình hướng dẫn cho các bạn bài nhảy bay ngược chiều gió gồm 64 bước. Mình sẽ có 8 câu 8. Bây giờ vào phần đếm chậm nhé. Bắt đầu chân trái. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8 Bây giờ mình bước lại lần nữa nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8 Vậy là mình đã hướng xong bài bay ngược chiều gió. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp các bạn video lần sau. Xin chào và tạm biệt các bạn.